xin kính chào quý khán giả của chào ngày mới ngày nghỉ ở cuối tuần đầu tiên của tuần này bắt đầu và hy vọng là những thông tin sau đây chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình sẽ là một sự khởi đầu cho ngày nghỉ vui vẻ và tràn đầy năng lượng à, như thường lệ mời đầu chương trình chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin chúng tôi vừa cập nhật với quan điểm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát có cơ chế giải pháp chính sách phù hợp kích thích mạnh mẽ ba động lực tăng trưởng chủ yếu bao gồm đầu tư xuất khẩu và tiêu dùng, nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, kiên quyết không để dịch Covid-19 quay trở lại, đồng thời tranh thủ cơ hội phục hồi nhanh các hoạt động kinh tế, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, chủ tịch ban nhân dân các tỉnh thành phố quán triệt tinh thần khó khăn gấp 2 thì phải nỗ lực cố gắng gấp 3 quyết liệt hành động nhanh hơn nữa, không để công việc trì trệ, giả soát cắt giảm thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, phát huy mọi dư địa tăng trưởng, tiềm năng lợi thế của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, đẩy mạnh thu hút đầu tư và giải ngân vốn đầu tư toàn xã hội, đặc biệt là vốn đầu tư công, vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài. Các địa phương phải phát huy nội lực, tăng cường liên kết vùng, có quyết sách mạnh mẽ, đồng bộ và quyết liệt hơn nữa để vực dậy tiềm năng lợi thế, phát triển các mô hình kinh tế mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0, khẩn trương giả soát chuẩn bị các điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để sẵn sàng đón nhận có chọn lọc hiệu quả các dòng vốn đầu tư dịch chuyển trong khu vực thế giới, nhất là từ các tập đoàn lớn, công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước giải ngân 6 tháng đầu năm là gần 160.000 tỷ đồng, đạt 33,9% kế hoạch, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù các cấp các ngành và địa phương đã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, số vốn giải ngân tăng so với cùng kỳ năm 2019, song tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm vẫn thấp so với yêu cầu. Đến nay đã có 52 trên 53 các bộ cơ quan trung ương và 63 trên 63 địa phương có phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp dưới. Có 3 bộ cơ quan trung ương và 9 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 50%, 33 bộ cơ quan trung ương và 3 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20%. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, tại hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các địa phương về đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ cơ quan trung ương và địa phương tìm ra nguyên nhân dẫn tới chậm giải ngân vốn đầu tư công, kể cả vốn ODA từng địa phương phát động phong trào thi đua yêu nước về giải ngân vốn đầu tư công đầu tư tư nhân đầu tư fdi học tập trao đổi kinh nghiệm quyết tâm khắc phục những tồn tại khuyết điểm để làm tốt hơn việc giải ngân vốn đầu tư công và đầu tư xã hội thường xuyên kiểm tra đôn đốc xử lý nghiêm người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ tiếp tục phân cấp giao quyền công khai minh bạch không để tình trạng nợ động hồ sơ Sau tháng đầu năm toàn tỉnh có 168 doanh nghiệp đơn vị trực thuộc thành lập mới, giảm 8,7% nhưng số vốn đăng ký lại tăng 31,14% so với cùng kỳ. Với hơn 1.004 tỷ đồng, tiếp tục giả soát, đơn giản hóa, thực thi đầy đủ các quy định về điều kiện kinh doanh. Thời gian qua, các sở ngành ủy ban nhân dân các huyện thành phố đã thực hiện nghiêm nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh các sở ngành ủy ban nhân dân các huyện thành phố cũng đã tham gia ý kiến với bộ kế hoạch và đầu tư về đơn giản hóa mẫu biểu tờ khai về đăng ký doanh nghiệp, giảm thành phần hồ sơ đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, liên thông đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh, xây dựng cơ chế liên thông về đăng ký thành lập doanh nghiệp, khai báo nộp thuế, khai báo lao động và khai báo đối tượng người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội. Riêng đối với lĩnh vực xây dựng đã giảm 50% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính từ 30 ngày xuống 15 ngày đảm bảo cam kết của ủy ban nhân dân tỉnh với phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam theo lộ trình đến năm 2020. Qua đó nhằm giảm bớt quy trình, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng liên quan đến tổ chức và cá nhân. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, tỉnh Sê Lan đã tập trung ưu tiên nguồn lực để đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, thúc đẩy phát triển sản xuất, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Tổng nguồn vốn kinh phí của Trung ương đầu tư giai đoạn 2016-2020 là trên 11.339 tỷ đồng, trong đó các chương trình giảm nghèo bền vững là trên 2.251 tỷ đồng, chương trình xây dựng nông thôn mới là 1.781 tỷ đồng, các chính sách phát triển kinh tế xã hội theo lĩnh vực ngành là gần 3.400 tỷ đồng, đầu tư phát triển sản xuất hỗ trợ cho học sinh sinh viên vùng đặc biệt khó khăn. Chính sách về bảo hiểm y tế vùng dân tộc thiểu số là 3.372 tỷ đồng, bao gồm mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, dân tộc thiểu số sống vùng đặc biệt khó khăn, mua thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Cùng với nguồn vốn của Trung ương, tỉnh Sơn La cũng đã ưu tiên bố trí nguồn vốn làm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số 319 tỷ đồng. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thuận Châu đã tích cực chủ động trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tính đến ngày 30 tháng 6, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thuận Châu đạt gần 578 tỷ đồng, tăng 28,3 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ gần 570 tỷ đồng với trên 43.170 khách hàng vay vốn. Chất lượng tiến dụng chính sách được củng cố và nâng cao. Toàn huyện có 555 tổ chức tiết kiệm vay vốn, trong đó có 536 tổ xếp loại hoạt động tốt chiếm 96,57%, 10 tổ xếp loại khá. nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, các hộ được vay vốn đã đầu tư kinh doanh có hiệu quả, sản xuất phát triển, cuộc sống được cải thiện và thoát nghèo bền vững, giúp cho 644 lượt hộ nghèo cận nghèo mới thoát nghèo để sản xuất kinh doanh. Những năm qua thực hiện chức năng nhiệm vụ, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Mỗi năm Viện Kiểm sát hai cấp tỉnh Sơn La đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng giải quyết gần 2.000 tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, truy tố đúng người đúng tội từ 1.400 đến 1.500 vụ án hình sự với trên 2.000 bị can. Trong đó nhiều vụ án ma túy với đường dây mua bán vận chuyển trái phép số lượng lớn qua biên giới, nhiều vụ án kinh tế tham nhũng trước vụ tính chất phức tạp dư luận xã hội quan tâm, không có trường hợp oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. 100% các vụ án truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và xử lý nghiêm minh. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính thụ lý mỗi năm trên 2.000 vụ việc, kiểm sát tạm giữ, tạm giam thi hành án hình sự, kiểm sát thi hành án dân sự, giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp đảm bảo chất lượng hiệu quả. Số lượng kháng nghị kiến nghị của Viện Kiểm sát tăng nhiều so với những năm trước hiệu lực hiệu quả kháng nghị kiến nghị được nâng lên, qua đó góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan tư pháp trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình sáng nay, tiếp tục chào ngày mới sẽ là câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, đến nay các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đạt được kết quả tốt nhất kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Sau đây là phản ánh của phóng viên chuyên mục tại huyện Quỳnh Nhai. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, trường trung học phổ thông Quỳnh Nhai có 428 thí sinh, trong đó 355 học sinh lớp 12 và 73 thí sinh tự do. Đến nay các thí sinh tham gia dự thi đã hoàn thành hồ sơ và đăng ký dự thi để học sinh lớp 12 có kiến thức tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi thì nhà trường đã thực hiện nhiều các cái giải pháp. Giải pháp thứ nhất đó là tổ chức phân loại đối tượng học sinh theo mức độ nhận thức. Để làm việc này thì nhà trường đã tổ chức thi thử cho các em học sinh lớp 12. Giải pháp thứ hai là nhà trường tổ chức cho học sinh ôn tập cũng như là dạy bù đắp mà kiến thức. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông đã được nhà trường chuẩn bị vào giai đoạn nước rút. Học sinh được ôn tập làm thử bài thi theo đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo để có tâm thế tốt trước kỳ thi quan trọng này. Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 sắp tới thì bản thân em đã đặt mục tiêu cho riêng mình trước hết là phải đỗ tốt nghiệp và sau đó thì đạt được nguyện vọng và trường mình mong muốn và để làm được điều đó thì bản thân em thì phải thật sự nỗ lực, cố gắng à, một mặt cũng là nhờ vào các thầy cô ôn luyện trên nhà trường và về nhà thì em cũng phải tự ôn luyện cho bản thân mình ạ Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Quỳnh Nhai năm nay có 31 học sinh dự thi tốt nghiệp. Ban giám hiệu nhà trường đã phân công 10 giáo viên hỗ trợ học sinh ôn thi và tổ chức ký cam kết thi đua trong tập thể cán bộ giáo viên. Quyết tâm phấn đấu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đạt tỷ lệ 100% học sinh đỗ tốt nghiệp. Hiện nay nhà trường đang tập trung thời gian và dành rất nhiều các cái tài liệu ôn tập để cho các em học sinh ôn tập qua mạng rồi là ôn tập trên sách trên vở và hướng dẫn của cán bộ giáo viên để làm sao đến các em có đầy đủ kiến thức và tự tin để bước vào phòng thi trong cái thời gian trong cái tháng 8. Xác định năm học cuối cấp có ý nghĩa vô cùng quan trọng với tương lai của mình. Các em học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Quỳnh Nhai đã tích cực học tập và ôn luyện Năm nay là em thi theo ban xã hội nên là em lên lớp em rất là chú tâm đến các môn trong ban xã hội hơn là ban tự nhiên. À, ngoài việc là nghe giảng trên lớp ra thì em có tìm hiểu một số tài liệu ở thư viện của trường này xong rồi trên internet nữa. À, em sẽ cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới ạ. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được tổ chức trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 8 năm 2020. Với sự chuẩn bị tích cực của các trường trung học phổ thông trong huyện, tin tưởng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 huyện Quỳnh Nhai sẽ diễn ra đúng quy chế, thuận lợi, an toàn và đạt kết quả cao. Khép lại câu chuyện ngày mới tại đây chúng ta sẽ đến với mỗi ngày một việc tốt. Thưa quý vị và các bạn mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng hay hành quân xanh là những chương trình của màu áo xanh tình nguyện được học sinh sinh viên các trường đại học cao đẳng, khối thanh niên lực lượng vũ trang tham gia chiến dịch tình nguyện hè với nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa. Vừa qua, tri đoàn cán bộ giáo viên văn phòng trường đại học Tây Bắc và tri đoàn phòng kỹ thuật nghiệp vụ phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh đã phối hợp tổ chức chương trình tình nguyện kỳ nghỉ hồng hành quân xanh năm 2020 tại bản Hủy Liếng, xã Nậm Păm, huyện Mường La. Và sau đây là những hình ảnh của chiến dịch tình nguyện này. Vượt quãng đường hơn 40 cây số đoàn tình nguyện đã có mặt tại bản Hồi Liếng, xã Nậm Pam, huyện Mường La để thực hiện các hoạt động tình nguyện. Trong chương trình tình nguyện hè năm nay, hai chi đoàn đã lựa chọn bản Hồi Hiếng bởi đây là bản tái định cư có 39 hộ dân tộc La Ha sinh sống. Không những vậy, bản Hồi Liếng cũng là một trong những bản bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lịch sử vào năm 2017. Tại đây, đoàn tình nguyện đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa với mong muốn sẻ chia khó khăn về vật chất và tinh thần với bà con nơi đây. Anna. Hôm nay được đoàn tình nguyện đến tận bản thăm tặng quà cho bà con nghèo chúng tôi. Tôi cảm thấy vui lắm. Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, chỉ làm dụng nương quanh năm để duy trì cuộc sống thôi. Những phần quà ý nghĩa là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình tôi. Mong sao sẽ có nhiều chương trình ý nghĩa như thế này hơn nữa. Với tinh thần tương thân tương ái, đoàn tình nguyện đã thăm hỏi động viên và trao tặng 39 xuất quà gồm các nhu yếu phẩm, thuốc, đồ dùng sinh hoạt cho các hộ dân. Đồng thời, trao tặng 44 xuất quà gồm quần áo, vở viết, cặp sách, bộ dụng cụ học tập cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá quà tặng trên 30 triệu đồng. Chúng tôi rất là vui khi được chọn lựa những cái món quà vô cùng ý nghĩa cho các bạn học sinh để tiếp sức cho các bạn đến trường sau cái mùa dịch cũng như là cái một năm học mới đang chuẩn bị bắt đầu. Cũng tại chương trình, đoàn tình nguyện còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa vui học tiếng Anh cho trẻ em trong bản, tạo không khí vui tươi phấn khởi, giúp các em có những ngày hè thêm phần ý nghĩa. Ngoài ra, đoàn tình nguyện còn trao tặng và trồng 80 cây xoài, góp phần nâng cao đời sống cho bà con nhân dân trên địa bàn. Phát huy cái tinh thần là thanh niên tình nguyện, sung kích, năng động, đi đầu. Đặc biệt là thanh niên lực lượng công an nhân dân chúng tôi luôn xác định là đảm nhiệm khâu yếu, việc khó xung phong đi đầu đến những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong những cái chuyến đi như thế này là giúp anh em đoàn viên thanh niên đồng cảm chia sẻ với khó khăn của cán bộ, nhân dân tại các địa bàn khó khăn. Có thể nói những phần quà tuy có giá trị vật chất không nhiều, song đó là những vật dụng vô cùng thiết yếu đối với bà con nơi đây đang còn nghèo để phần nào vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, hoạt động này cũng đã thể hiện tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ vì an sinh xã hội. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chào ngày mới sáng nay. Chúc quý vị và các bạn ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ ngày mai.